Vâng, xin chào tất cả quý cô bác anh chị khán giả. Vậy là cơ sở Mộc Nam Huy đã đạt được một cái cột mốc rất là đáng nhớ trong lịch sử của mình. Đó là cột mốc 1 triệu người đăng ký kênh YouTube của chúng em. Vâng, như các anh chị vẫn biết rằng là với một kênh đồ gỗ nội thất thì cái việc mà đạt được 100.000 người đăng ký có nút bạc thôi đã là khó lắm rồi. Có thể nói rằng bây giờ trên toàn quốc bây giờ có đếm trên đầu ngón tay chắc cũng chỉ được đâu đó khoảng một vài kênh thôi, chứ không có dễ đâu các anh chị ạ. Có thể nói rằng cái ngành mà đồ gỗ nội thất ấy thì nó không phải là một ngành giải trí, hay là không phải là một trong những ngành mà có xu hướng cao để mà có nhiều người coi cũng như là có nhiều người đăng ký. Thế nhưng mà với cơ sở em ấy thì cũng thực sự đây là một điều rất là may mắn luôn khi mà cơ sở bên em đạt được cột mốc lên đến là 1 triệu người đăng ký. Và trong tất cả các cái ngành, tất cả những kênh đồ gỗ nội thất ở trên toàn quốc thì thực sự là như kênh của Mộc Nam Huy đã đạt được cái vị trí đầu tiên, coi như là có số lượng đăng ký cao nhất trên toàn quốc luôn. Thì thực sự đây là một điều em cũng khá là bất ngờ và cũng không hề là có cái gọi là ý tưởng cũng như là mục tiêu để hoàn thành trong năm nay đâu quý chị nhá. Thực sự là như vậy. Thì em cũng chỉ nghĩ rằng là mình cũng cố gắng mình làm video mỗi ngày thôi, cũng cũng như là mình đem đến cho khách khán giả những cái thông tin về những cái sản phẩm đồ gỗ. Thì em chỉ nghĩ vậy thôi chứ không có nghĩ gì nhiều đâu. Nhưng mà lại đạt được con số 1 triệu người thì thực sự cũng rất là may mắn luôn. Gần đây chắc mọi người cũng cách đây vài tháng chắc mọi người cũng nghe cái thông tin là anh ca sĩ có anh ca sĩ gì đó đúng không ạ? Anh ấy đã phải mất đến đến cả là 5 6 năm mới đạt được cái nút vàng. Và Mộc Lam Huy cũng vậy. Có thể nói rằng nếu mà mình đạt được nút vàng nhanh như vậy thì mình cũng không khác gì là gần bằng anh ca sĩ rồi đấy. Cho nên là cũng cảm thấy thực sự rất là tự hào. Và cũng đó là trong bên đó thì cũng là một số những lời rất là biết ơn những cô bác anh chị khán giả và cả những khán giả quốc tế nữa đã ủng hộ cho cơ sở Mộc Nam Huy. Thì qua video này cơ sở xin được gửi lời cảm ơn chân thành với tất cả quý cô bác anh chị khán giả. Thì thực sự đúng là phải lắp lặp lại đó là em không có ngờ nhá, không hề ngờ là và cũng không hề có mục tiêu là phải đạt được nút vàng trong năm nay, nhưng mà cuối cùng thì lại làm được, đạt được. Thì điều này cảm ơn quý chị rất nhiều. Thì với cơ sở sản xuất của chúng em thì cái việc mà chúng em đạt được số lượng người đăng ký cao cũng như là rất là nhiều người yêu thích, bởi vì chúng em làm việc nó có thực tế, thì rất là nhiều cô bác anh chị khán giả tới xưởng chúng em, anh chị thăm từ cơ sở mộc đến cơ sở sơn và sang đến bên này là không gian trưng bày, các anh chị đều rất là thích. Thì nhân tiện hôm nay sẽ di chuyển qua xưởng mộc nhá để cho mọi người xem. Thì ở đây khi mà chúng em làm lên một công xưởng này thì em đều làm rất là kỹ, từ cái khâu đầu tiên là khâu mộc hoàn thiện cho đến khâu giao hàng cho khách. Thì nhà em còn có cả xe tải để giao hàng nữa cơ, cho nên là chúng em làm rất là kỹ. Thì bên này là cái xưởng và đồng thời là kho hàng nhá. Thì có cái bảng tên ở này. Thì bây giờ chúng em ở đây thì nó quất cái xe tải nha các anh chị nhá, là cái bảng. Đó. Tại sao em quay quý chị cái bảng tên xưởng ấy? Thì bởi vì là quay như vậy là quý anh chị biết được là bên em nó có xưởng nhá. Đó. Rồi qua bên này. Di chuyển qua bên xưởng mộc. Bởi vì khi chúng em làm ra một cái sản phẩm ấy thì chúng em đều quay cho mọi người xem từ khâu đầu tiên. Đấy, cho nên là quý anh chị sẽ thấy được là chúng em là đơn vị sản xuất thật nha. Dạ rồi, di chuyển nhanh một chút để chúng ta được xem cái không gian sản xuất của chúng em. Chắc là nhiều khán giả mà đã theo dõi kênh của Mộc Nam Huy thì quý anh chị không lạ rồi, không lạ với cái không gian này đâu. Bởi vì chúng em quay đều rất là chi tiết. Thì mọi khi thì cơ sở vẫn làm mộc ở trong bên kho hàng luôn. Nhưng mà bây giờ chúng em chuyển xưởng mộc qua bên này. Thì ở đây là cái bảng tên xưởng này. Đấy, gỗ thì hôm nay về nhiều quá anh em phơi ở bên này luôn, che cả bảng tên luôn. Đó, không sao. Đó, lật ra như vậy cho mọi người xem. Đó. Thì không gian bên này là cây cối cơ sở nhập về, cũng như là anh em sẽ thi công các cái sản phẩm mộc ở bên này. Thì bên này nữa và bên trong cũng rất là nhiều. Đó, cây cối anh em ra vào. Thì trong lô hàng ngày hôm nay là xưởng em có ra được một cái lô bàn ghế ở bên này. Đấy, đó là tiêu chuẩn của những cái bộ cột 12 chân 14. Dạ vâng. Thì như mọi người thấy đấy,
để mà đạt được con số 1 triệu người đăng ký, cũng như là để mà mình có được những cái sản phẩm thật và chất lượng thật, thì ở đây chúng em đều phải làm nha các anh chị nhá, đều phải làm. Đó, đây là tiêu chuẩn cây tràm bông vàng và cây tràm lõi. Thì để mà có được một cái sản phẩm đẹp và chất lượng thật thì không thể nào mà chúng em chỉ có việc nhập hàng về để ở trong xưởng và quay cho quý anh chị được. Tại vì nếu mà làm như vậy thì là mình sẽ không thể chứng minh được cái chất lượng. Ở đây chúng em làm rất là kỹ từ cái khâu đầu tiên, đó là cái khâu nhập gỗ nha các anh chị. Từ cái khâu đầu tiên là nhập gỗ thì em đã phải đặt bên nhà máy làm sao đưa cho em những cái phôi đẹp nhất và chất lượng nhất. Bây giờ nói với quý anh chị có thể xem những chi tiết như vậy nhé. Có những cái phôi tràm bông vàng mà có cái bản mặt 24 và 26 to như thế này thì em nói với quý anh chị rằng là cần phải có những cái cây và vài chục năm các anh chị mới có được những cây này. Đó, thì khi chúng em làm ra những cái sản phẩm, chúng em cũng phải mua cây về, nhập về và đợi gỗ nó khô chúng em mới thi công. Thì gỗ chúng em nhập liên tục cho nên là luôn luôn nó có cái sự gối đầu. Đó, mặt bàn mặt ghế chúng em cưa bên đây, mỗi lần em cưa thì phải từ 5 vào 7 khối. Đó, em cưa tất cả các size gỗ bao gồm mặt bàn mặt ghế đó và mặt ghế ăn đó, chúng em cưa là cưa một một dàn luôn đó, cưa một loạt dàn như vậy luôn. Đó, đó là một trong những cái điều mà khách hàng tin tưởng ủng hộ chúng em, bởi vì chúng em làm việc nó rất là thực tế và rõ ràng nhé. Qua video này thì cơ sở cũng xin được cảm ơn rất nhiều, hơn 1 triệu khán giả đăng ký kênh của Mộc Nam Huy, thì cũng chẳng biết nói gì hơn thay cho lời cảm ơn và kính chúc và mọi người luôn luôn nhiều sức khỏe và thành công ở trong công việc. Với xưởng em thì tuy đã không có đặt mục tiêu là đạt được rút vàng trong năm nay, nhưng mà bằng sự nỗ lực và cố gắng của mình kèm thêm rất nhiều sự may mắn và sự ủng hộ của quý anh chị, cho nên cơ sở bên em đạt được cái điều này rất là sớm. Mọi người có thể là hỗ trợ Mộc Lam Huy bằng cách like video và chia sẻ ủng hộ cho cơ sở em nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.